Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng và Galaxy S10, S10 Cộng đã ra mắt rồi. Có lẽ là các bạn cũng đã bắt đầu sục dịch chuẩn bị tiền để mua. Khoan nói về những trải nghiệm S10 sẽ mang đến cho các bạn, thế thì mình tin là kiểu gì cũng sẽ có rất nhiều bạn phân vân xem là nên mua S10 ở đâu tại thời điểm đầu tiên như thế này để mà kinh tế nhất, lợi nhất cũng như là tiền thì phải bỏ ra ít nhất nhưng vẫn muốn hít rất nhiều những cái nó thơm đấy. Thực sự mà nói thì mình sẽ làm một cái video theo dạng tổng hợp và mình sẽ tham khảo tại rất nhiều đại lý lớn trên cả nước cho đặt trước pre-order cũng như là xem quà tặng bên nào giá trị hơn và cũng như xem để mà mua bên nào thì nó gọi là kinh tế nhất. Cái này thì có thể là nó sẽ đụng chạm bên nọ bên kia nhưng mà thôi kệ. Quan trọng là các bạn đang xem video này của mình, nếu ai có nhu cầu mua S10 thì có thể tham khảo để mà chúng ta có thể đưa ra quyết định cho bản thân nó tốt nhất nhá. Thì bắt đầu luôn. Đầu tiên thì các bạn sẽ cần phải lưu ý đấy là lần này khi mà đặt trước Galaxy S10, S10 Cộng thì nó sẽ có hai bộ quà tặng. Một là bộ quà tặng được cung cấp bởi Samsung, thì bên nào cũng giống như bên nào. Đây chúng ta sẽ có cái tai nghe Galaxy Buds mới của Samsung này. Chúng ta sẽ có thêm một cái bao da flip cover này, hay là Clearview, nói chung là cái gì đó miễn sao là của Samsung. Nó là cái kiểu dạng ốp vào mà có thể cảm ứng được vuốt vuốt để mà nghe điện thông qua cái mặt ngoài chứ không cần thiết phải mở hẳn ra ấy. Chúng ta sẽ có thêm một cái phiếu mua hàng với mệnh giá là 1 triệu. Nó sẽ phụ thuộc vào ví dụ như là đại lý A, đại lý B, đại lý C gì đó, thì nó sẽ phụ thuộc là phiếu mua hàng điện thoại hoặc là phiếu mua hàng phụ kiện. Nói chung là một cái phiếu mua hàng với trị giá là 1 triệu. Nhưng mình tham khảo tại bên Viễn Thông Nga còn lầy hơn, đấy là quy đổi ra điểm VinID và cái thẻ tài khoản VinID của họ để mua trên cái hệ thống là AD rồi các thứ thì được giảm giá, chứ còn không được giảm trực tiếp luôn thì bạn. Nói chung là miễn sao là các bạn cứ hiểu đơn giản là cái gói quà tặng đó của Samsung sẽ có giá trị là khoảng 7 triệu đồng và bên nào cũng giống như bên nào ở cái gói quà này. Và theo như mình được biết là gói quà này của Samsung thì không được phép quy đổi ra tiền mặt. Tức là có thể một vài đại lý sẽ không cho phép quy đổi cái này để mà giảm giá trực tiếp vào sản phẩm. Và theo như mình tham khảo thì tại Thế Giới Di Động, FPT Shop, Viễn Thông A thì ngoài những cái gói quà tặng đến từ Samsung này thì họ không tặng thêm bất cứ một món quà gì khác. Điều này đồng nghĩa là chương trình của Samsung như thế nào, chương trình của Thế Giới Di Động, FPT Shop cũng như là Viễn Thông A thì tương tự là như vậy và cũng không có điều gì đặc biệt. Đến với một vài những đại lý khác như là 7S, Hoàng Hà Mobile thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái gói quà đến từ từng đại lý. Và gói quà này theo như mình biết thì sẽ có thể quy đổi ra tiền mặt được. Thì tại 7S như mình nhận được thông tin thì họ sẽ tặng một cái loa Bluetooth UE Wonder Boom. Cái này thì mình nhớ không nhầm trị giá đâu đó khoảng tầm gần 2 triệu. Sẽ được tặng thêm một cái đế sạc không dây Dual Wireless Charger trị giá là 2,49 triệu. Thì cái đế sạc này đã từng xuất hiện trên con Galaxy Note 9 khi mà pre-order đặt trước. Và trước đây thì nó là quà tặng kèm của Samsung, nhưng bây giờ Samsung không tặng cái đấy nữa mà cái này là 7S tặng thêm. Tiếp theo là khi mà trả tiền thông qua cái app VNPay Korea. Bạn đã biết về cái đấy không? Một cái ví điện tử mới VNPay Korea thì sẽ được giảm thêm 500k, sẽ có trả góp lãi suất 0% này, bảo hiểm rơi vỡ cao cấp trong vòng 1 năm. Và quan trọng hơn là sẽ có một cái gói độc quyền, đấy là 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày. Đấy, cái này thì mình thấy ghi là độc quyền 7S. Và mình thấy bảo là hỗ trợ quy đổi giá tốt hơn gần 3 triệu tại hotline. Tức là nếu như không nhận cái món quà đến từ 7S như thế này, những cái món như là đế sạc này, loa này hay các thứ gì đó thì sẽ được giảm giá tới gần 3 triệu tại 7S. Tức là nhận được cái gói quà đến từ Samsung rồi lại còn được giảm giá gần 3 triệu nữa. Lưu ý cái này. Và tiếp theo như mình tham khảo tại Hoàng Hà Mobile thì sẽ được tặng thêm một cái loa JBL. Như cái hình ở đây thì đây là loa JBL Go và một cái sạc dự phòng Energizer. Thì cái sạc này trông khá là cùi bắp. Và mình nhận thấy đấy là trên này nó sẽ ghi cái này nó là 1 triệu, nhưng lại không thấy ghi cụ thể hơn về cái phiếu mua hàng giảm giá của Samsung nữa. Tức là thay vì cái việc đấy là quy đổi cái phiếu mua hàng giảm giá thì bây giờ Hoàng Hà lại chơi đấy là hai cái món phụ kiện này. Và như thế thì mình thấy không hay cho lắm. Rất may mắn là có một cái quà Hoàng Hà áp dụng tùy máy. Thì theo như mình nhận được thông tin và một vài bạn đã gọi điện đến Hoàng Hà và đặt trước, thì cái bộ quà Hoàng Hà áp dụng tùy máy này sẽ có giá trị trừ thẳng vào giá bán từ khoảng 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu rưỡi tùy vào phiên bản các bạn đặt, đấy là Galaxy S10 hay là S10 Cộng.
Thì tức là nếu như chúng ta không nhận quà tặng thì sẽ được giảm tối đa đâu đó vào khoảng tầm 2,5 triệu. Đấy là theo như thông tin mình nhận được. Điều này đồng nghĩa là nó sẽ thấp hơn so với bên 7S là giảm khoảng gần 3 triệu. Quan trọng hơn là cũng có cái một đổi một trong 100 ngày tương tự như là 7S. Và theo như mình đánh giá thì giữa Hoàng Hà và 7S, 7S có một cái điểm cộng, đấy là họ có thêm 500k hoàn lại thông qua cái VNPay Kira. Đó. Và một chốt vấn đề ở đây, nếu như mua tại 7S trừ đi tất cả quà tặng, ví dụ như bộ quà tặng 7 triệu này, ví dụ như cái bộ kia giảm gần 3 triệu này, rồi là thêm 500k hoàn tiền các thứ kia nữa, thì tổng cộng nó vào khoảng 7 triệu, 3 triệu, 10 triệu. Nói chung vào khoảng tầm 10,5 triệu. Đó. Và theo như cái bộ quà tặng của Samsung kia trừ bớt đi thì tai nghe bán được tầm khoảng 3 củ, bao ra Clearview nữa cho căng đét lắm tầm khoảng 700 nghìn. Hay là cái bộ phiếu phụ kiện kia đi thì bán lại cho được 5 lít 2,5 triệu, 3,7 triệu nữa. Thế giảm loanh quanh đâu đó cũng được tầm 6-7 triệu gì đấy nếu như mua hàng tại 7S. Nói chung đây cũng là một cái mức hợp lý. Còn Hoàng Hà Mobile thì sẽ không có cái vụ 500k kia nên là cũng sẽ mất ưu thế đi đôi chút so với 7S. Thế nên là mua tại 7S vẫn là ưu đãi nhất. Hoàng Hà Mobile thì quà tặng cũng rất nhiều nhưng mình không thích một cái, đấy là loa JBL với sạc dự phòng kia, thì mình vẫn thích cái phiếu mua hàng 1 triệu hơn. Tại mình có thể xoay vòng mình mua cái khác chứ không phải là gắn vào hai cái món phụ kiện như vậy. Hay là cái quà tặng Hoàng Hà áp dụng tùy máy thì giảm hơi ít các bạn ạ. Ví dụ mà giảm tầm gần 3 triệu xe phone thì ok hơn. Cái này giảm được có 2,5 triệu. Chấp nhận thôi. Nói chung là với suy nghĩ của mình thì 7S là ngon nhất. Còn các bạn thì sao? Các bạn đã đặt S10, S10 cộng chưa? Các bạn đặt tại đâu? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhá. Ok, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.